Trước thiệt hại quá lớn từ việc người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn thì nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi đưa ra, trong đó có cả giải pháp về truyền thông và cả giải pháp về xã hội. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người tiêu dùng quay lưng lại với thịt lợn là do thời gian qua, việc tuyên truyền tập trung nhiều về việc phòng chống dịch, tính nguy hiểm của dịch bệnh. Còn vấn đề yên tâm sử dụng thịt lợn sạch thì chưa được tuyên truyền sâu rộng. Do đó, thời gian tới, theo ông, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tổ chức nhiều hoạt động để người dân yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn. Phải có thiết kế một cái chiến lược hay là một cái chiến dịch truyền thông về cái trước tình trạng này một cách bài bản hơn, đầy đủ hơn. Ví dụ như bây giờ là phải nói rằng là cho dân người ta hiểu rất rõ, nhất là những người tiêu dùng, nhất là cái lực lượng phụ nữ, ví dụ như thế, họ phải hiểu rõ là thịt lợn này là cái này là nó không lây sang người. Tuyên truyền người ta nên mua thịt lợn ở những cái điểm thịt lợn nó bảo đảm bảo chất lượng để kiểm soát. Còn theo công ty cổ phần tập đoàn Dabaco, để tránh làm người dân hoang mang, để ngành chăn nuôi lợn vào thế khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần thận trọng khi công bố dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương. Cái này ít quá, có nên không? Có nên công, tôi nói có nên không? Một con không công bố thì trở thành một điểm. Hai con công bố trở thành một điểm. Thế thì như vậy cộng cái số lượng của ta lên đi. Với ta biết là Trung Quốc chỉ có 100, công bố 112 điểm. Tôi nói như vậy. Đồng quan điểm, đại diện tập đoàn chăn nuôi Marvin cho rằng cần thay đổi cách chống dịch hiện nay. Thay vì làm ồ ạt gây hoang mang, tốn kém, thì chuyển sang sống chung, thích ứng và kiểm soát dịch bệnh. Tại sao chúng ta không sử dụng cái vấn đề là kiểm soát nữa? Ở châu Phi đã hơn 100 năm nay rồi, ở châu Âu đã hơn 50 năm nay rồi. Đặc biệt là ở Nga là cái nước mà kiểm soát khá là tốt, thì đã hơn 10 năm nay rồi, từ 2008. Và một số cái nước mà họ làm rất thành công, Ba Lan làm rất thành công về kiểm soát, Tây Ban Nha làm rất là thành công về kiểm soát. Vấn đề cuối cùng nó chỉ là an toàn sinh học. Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng ngành chăn nuôi Việt Nam cần tổ chức lại sản xuất, giảm bớt chăn nuôi lợn quy mô nhỏ lẻ, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh và các chuỗi sản xuất thịt lợn khép kín từ con giống đến tiêu thụ. Có như vậy, ngành chăn nuôi lợn của nước ta mới có thể đảm bảo sự an toàn và bền vững.